Cái kịch bản của mình thì cũng nhờ hoàn toàn bên chị Vân 7799 Wedding Storyteller tư vấn. Và trực tiếp chị cũng là người tư vấn cho mình. Từ lúc hai chị em lựa chọn là xem sẽ làm gì trong lễ cưới, thành phần lễ cưới là bao gồm những ai, hay là tư vấn là cô dâu chú rể lên sân khấu như thế nào, hay là chú rể nên hát bài gì, hay là chú rể có cái gì muốn dành cho cô dâu. Thực sự những cái đó mình đều biết trước hết rồi, bởi vì mình đã làm cho rất là nhiều cô dâu chú rể rồi. Nhưng mà không hiểu sao tới khi mà cái lễ cưới của mình á, thì mình thực sự là mình không nhớ được gì cả. Mình không biết là mình phải làm gì, và lúc đó mình mới hiểu là các cô dâu chú rể là sát ngày cưới rồi, là thực sự là bối rối. Và đấy là lý do tại sao cần những cái chuyên gia tư vấn và những cái chuyên gia trang trí để họ định hướng cho mình. Và chị Vân thì cũng đã định hướng cho mình rất là nhiều để cái lễ cưới nó diễn ra suôn sẻ. Thậm chí là trang trí chị làm tiệc của các đôi cô dâu chú rể khác đến 12 giờ, 1 giờ đêm, và sau đó vẫn là liên hệ với Quang, hai chị em vẫn trao đổi đến 2-3 giờ. Chỉ vì là cái lễ cưới quá gần rồi. Thực sự là các bạn mà muốn tìm một người mà tận tâm làm việc ngoài giờ hành chính, không ngại mệt mỏi thì nên gặp chị Vân. Ngoài ra, cái việc tại sao mình ấn tượng với cả 7799 Wedding Storyteller, bởi vì Kiat Wedding là một thương hiệu cung cấp hình ảnh, dịch vụ ngành cưới cho cô dâu chú rể. Và cái phương châm hoạt động của bên mình khi mà thực hiện các cái shot hình, tức là Wedding Storytelling, kể các câu chuyện tình yêu của cô dâu chú rể lên hình ảnh. Và cái định hình phong cách này mình đã theo đuổi được 2 năm rồi. Thực tế thì tại Việt Nam chưa có đơn vị nào làm theo cái phong cách này cả. Đối với cả các loại hình về chụp ảnh cưới, quay phim cưới. Tuy nhiên trên thế giới thì các bạn thấy rất là phổ biến rồi, bởi vì những cái hình ảnh mà có giá trị đối với cô dâu chú rể nó quan trọng hơn những cái hình ảnh hào nhoáng. Tức là bạn chụp những cái tấm hình nó có ý nghĩa đối với mình, nó thể hiện được cái câu chuyện ấy, tình yêu của các bạn, thì nó có ý nghĩa rất là lâu dài. Và mình luôn luôn chia sẻ với cả các cô dâu chú rể này những cái mà tâm tư như vậy của mình đối với nghề và đối với cả khách hàng. Và thật là may mắn, và 7799 Wedding Storyteller, cái tên nói lên tất cả rồi. Tức là các bạn ấy cũng muốn thể hiện được cái câu chuyện tình yêu, cái tình cảm của cô dâu chú rể lên những cái sản phẩm của mình. Và đối với cái lễ cưới của mình thì các bạn có thể thấy nó cục mát photographer. Thực sự nó thể hiện được mình là một nhiếp ảnh gia, mình là một người chuyên lưu giữ lại hình ảnh cho mọi người. Và nó thể hiện qua những cái decor, nó thể hiện qua những cái sắp xếp về nội dung lễ cưới. Nếu mà các bạn muốn thể hiện được cái câu chuyện tình yêu của mình thì các bạn có thể thực ra là mình thấy mình luôn nhắc đến founder của bên đó, đó là chị Vân. Mình thấy là có thể các bạn chỉ cần tham khảo thôi, không cần book dịch vụ, thì bên chị Vân cũng rất là nhiệt tình tư vấn. Và để cho một cái lễ cưới nó diễn ra với cả hoàn hảo, cái chi phí nó hạn chế, thì các bạn nên lưu tâm đến những cái lời tư vấn của các chuyên gia. Và mình làm clip này cũng là để giới thiệu với các bạn một đơn vị cung cấp dịch vụ ngành cưới tin cậy, đó là 7799 Wedding Storyteller, đồng hành cùng Kiat Wedding, một thương hiệu kể chuyện hình tình yêu của cô dâu chú rể. Và hy vọng các bạn sẽ trang bị được thêm kiến thức cho mình, các cô dâu chú rể tương lai, để tới ngày cưới khỏi bỡ ngỡ và có được những cái trải nghiệm như mơ, những cái trải nghiệm hạnh phúc nhất, và để sau này kể lại có những cái niềm vui nhất định cho mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip, và thực sự mình muốn chia sẻ nhiều hơn. Nếu mà các bạn muốn hỏi thêm điều gì đó thì mình có thể làm thêm clip thứ hai, hoặc là mình sẽ comment các bạn ngay, trả lời ở ngay comment cho các bạn luôn, thì các bạn có thể đặt câu hỏi nhé. Cảm ơn các bạn.